Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay lại với kênh Ichimoku Club nha anh chị. Mình là Ngọc Lâm, thì anh chị nhà đầu tư nào đang xem cái video này cũng như đang xem livestream ở trên TikTok cũng như là anh chị đang xem trên YouTube thì anh chị nhớ like cho mình một like và thả cho mình một quả tim nha anh chị. Rất mong được sự ủng hộ và đồng hành quý anh chị nhà đầu tư nha. Anh chị nào mở tài khoản giao dịch tham gia vào những cái dòng khách hàng để bên mình có thể hỗ trợ tư vấn đồng hành quý anh chị nhà đầu tư thì anh chị nhớ để lại cái số liên hệ với cái số điện thoại của mình trên cái màn hình nha anh chị. Thì hôm nay thì anh chị nhà đầu tư khá nóng lòng đúng không chị? Để đối về thị trường của mình thì không biết là thị trường của mình nó đã hồi phục hay chưa. Nói chung là rất nhiều cái giai đoạn này thì anh chị nhà đầu tư đang nóng ruột, anh chị sợ bắt không đúng đáy, rồi sợ bắt đáy trễ, nói chung là lung tung ở trong giai đoạn này anh chị. Thì mình đi qua một tí về mình phân tích về thị trường ở trong giai đoạn này để cho anh chị nhà đầu tư nắm bắt cái xu hướng cũng như là cái thị trường của mình để mà tránh cái trường hợp là bắt giao rơi nha anh chị. Đối với mình thì mình chưa có bắt đáy ở trong giai đoạn này nha anh chị. Chưa có bắt bới gì trong giai đoạn này hết. Thành ra là mình vẫn đang quan sát thôi, có khả năng là quan sát từ đây tới hết tuần là chuyện bình thường anh chị. Tập trung đánh một hai lệnh phái sinh cho nó vui thôi chứ còn lại là không có đánh nha anh chị, không có đánh. Ok, về cái thị trường nha anh chị thì mình cập nhật cho anh chị nhà đầu tư một tí. Thì phiên giao dịch hôm nay thì anh chị thấy nó có một pha rút nến lên về cái phiên chiều, thì anh chị thấy là về phiên chiều thì cái lệnh mà sọt xuống anh chị nó tương đối nhiều, thành ra là những cái tay lớn anh chị người ta dùng những cái mạng cổ phiếu trụ để người ta kéo những cái mạng cổ phiếu trụ lên để người ta đánh một cái lệnh long lên, làm cho những cái nhà đầu tư sọt đang neo sọt hoặc là người ta đang để sọt qua đêm gì đó thì bắt buộc là người ta phải dính lỗ anh chị. Dính lỗ thì anh chị thấy người ta đang sọt xuống cái nó quay trở ngược trở lại thôi, đó là về cái giao dịch phái sinh thôi. Thì phiên giao dịch ngày mai anh chị thấy là cái này bắt đầu nó mở ra anh chị, cái này nó bắt đầu mở ra thì bắt đầu cái sự sức ép của thị trường bắt đầu nó giảm thiểu bớt. Phiên hôm nay là rất mạnh nha anh chị, nhưng bắt đầu phiên giao dịch ngày mai nó mở ra thì với những cái phiên giao dịch đây thì anh chị hỏi mình đáy hay chưa thì mình chưa thấy cái tín hiệu gì để mà tạo đáy ở trong giai đoạn này nha anh chị. Thì trong một cái quá trình của thị trường đi xuống anh chị, nó sẽ có những cái pha hồi phục về mặt ngắn hạn 1 tới 2 phiên, không biết là nó có đủ T cộng không nha anh chị. Tại vì cái giai đoạn bull trap anh chị, không biết là cái đợt này nó có đủ dòng tiền đủ mạnh để mà nó có thể đi được 1 tới 2 nhịp hay không nữa. Mình không 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 có dám chắc ở trong giai đoạn này là thị trường nó có đủ T cộng hay không. Nếu như hôm nay canh bắt thì về cái cuối phiên thì mình thấy là cũng cũng tạm được, tuy nhiên là bắt về nhưng mà không đủ T cộng, thành ra mình cũng chưa có đụng đậy ở trong giai đoạn này nha anh chị. Tại vì bây giờ nó có hai cái yếu tố chính ở trong giai đoạn này của thị trường để mình đưa ra cái quyết định là mình chưa vào anh chị. Thứ nhất là anh chị thấy là trong giai đoạn sắp tới có họp này, rồi trong giai đoạn sắp tới là có đáo hạn phái sinh này, nói chung là nó sẽ có nhiều cái vấn đề ở trong cái giai đoạn này. Đặc biệt hơn nữa là anh chị thấy là cái thanh tra, cái vụ thanh tra mà thanh tra của cái những cái công ty chứng khoán ví dụ như VCI rồi đi anh chị, thì nếu như cái điều mà cái thanh tra này diễn ra anh chị thì nó làm cho một số cái đội nhóm anh chị, làm cho một số cái đội nhóm người ta sẽ đứng ngoài quan sát, làm cho cái dòng tiền trên thị trường nó không có anh chị. Tất cả mọi cái phân tích trên thị trường này trong cái công cụ anh chị phải hiểu đó là cái xu hướng dòng tiền. Anh chị thấy là khi mà anh chị đưa ra một cái công cụ á, một cái mã cổ phiếu mà nó break ra khỏi xu hướng nha anh chị, nó break ra khỏi một xu hướng thường là nó sẽ đi kèm theo cái dòng tiền đúng không? Thì trên thị trường này nếu như mà dòng tiền nó không hoạt động thì cổ phiếu nó có đẹp cỡ nào đi nữa thì nó cũng không đi được đâu. Đó là về cái quan điểm của mình. Thành ra anh chị nhà đầu tư lưu ý cho mình là mình chưa thấy cái dòng tiền lớn. Ví dụ hồi sáng hôm nay thì mình có cập nhật cho anh chị nhà đầu tư ngay cả hôm qua luôn, mình có nói là hôm nay canh STB, nếu STB nó có một pha sập sâu thì mình có thể tham gia vào. Tại sao mình lại chọn STB anh chị? Tại vì mình biết được cái dòng tiền lớn nó vẫn còn nằm trong STB. Ví dụ một số mã cổ phiếu trên thị trường này, ví dụ như LCG này hoặc là Hoa Sen này, Hòa Phát này, đó là những cái mã cổ phiếu mà cái dòng tiền lớn nó vẫn còn nằm ở phía trong nha anh chị, nó chưa có đi ra ngoài anh chị. Vẫn còn nó bán một phần rồi nhưng mà vẫn còn một phần 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 hàng lớn người ta đang nắm giữ, làm cho những cái mã cổ phiếu đó khi mà thị trường hồi anh chị, những cái mã cổ phiếu đó nó rất mạnh luôn so với cái thị trường chung của mình. Tại vì cái dòng tiền lớn người ta chưa có ra hết được cái mã đó thì bắt buộc người ta phải neo lên trở lại để người ta ra. Tuy nhiên là nếu như nó neo dài quá thì thị trường của mình nó yếu, nó đi xuống, những cái mã cổ phiếu đó nó cũng sẽ sập theo nha anh chị. Thành ra là mình chú ý tại sao mình chọn STB, nó có lý do anh chị, tại vì mình đánh giá cái dòng tiền trong đó nó vẫn còn tương đối là mạnh. Nếu như thị trường mà nó đạp sâu xuống cái bắt STB là ngon. Tuy nhiên là sáng hôm nay nó không có cái giá hợp lý để mình tham gia vào. Nó còn một số mã cổ phiếu là anh chị, nếu như anh chị đánh lâu trên thị trường anh chị sẽ nhận diện được những cái mã cổ phiếu nào có cái xu hướng dòng tiền mạnh anh chị để mình tham gia vào đâu, đúng không? Thành ra là những cái mã cổ phiếu đó khi mà thị trường nó hồi cái là nó tăng ghê lắm anh chị, nó tăng ghê lắm, nhưng mà nó không có điểm vào thì mình cũng phải chấp nhận thôi anh chị, không có điểm vào thì chấp nhận thôi.
Ok, về thị trường thì anh chị thấy là như cái sóng nhỏ vậy nha anh chị. Mình vẽ ở đây tí cho anh chị nhà đầu tư. Thì thị trường nó thường nó sẽ có nha. Ví dụ đây là một cái trend giá nha anh chị. Thì nó chưa có thoát trend, chưa có gì anh chị. Mai nay mai nó có thể là hồi lên thêm phiên nữa, bắt đầu nó tịt trở lại nha anh chị. Ví dụ như là nó lên tới đây mà nó không có dòng tiền đi thì bắt buộc nó sẽ quay trở lại, tiếp tục nó sẽ lao xuống phía dưới này nữa anh chị, nó sẽ lao xuống phía dưới này nữa. Mình tham gia vô quá sớm mà trong những giai đoạn này thì chưa nói lên cái điều gì hết, chưa nói lên điều gì hết. Hôm nay thì có thể là vui nhưng ngày mai là câu chuyện khác, hoặc là ngày mốt là câu chuyện khác. Thành ra ở cái thời điểm này cái việc lựa chọn cổ phiếu là cái lực việc quan trọng. Và anh chị nhìn lên cho mình những cái mã cổ phiếu ngân hàng đi, đúng không? MBB thì đối với MBB thì sáng nay nó mới gãy xuống, nó giống như thị trường của mình thôi. Thì bây giờ đối với những mã cổ phiếu này nó gãy quá ngắn anh chị, cái khoảng cách nó gãy ngắn quá thì mình nghĩ là trong giai đoạn sắp tới nó vẫn còn có khả năng đảo chiều lao dốc nữa nha anh chị. Ví dụ như BID rồi đó, mình thấy là những cái mã này nó mới chỉnh thôi, nó mới chỉnh xong nó quay lại liền không. Thì đối với những mã cổ phiếu này mình nghĩ là trong giai đoạn sắp tới mà nó gãy một cái là nó mới mệt nha anh chị. Nên thành ra mình chưa có ý định tham gia vào trong giai đoạn này, hầu như là mình có một phần nào đó giao dịch phái sinh cho nó sôi động trong giai đoạn này thôi, chứ còn lại mà để mà giao dịch mua bán cổ phiếu chiều hôm nay thì anh chị thấy là BR về cái là mình cũng tiện đi luôn anh chị, đâu đó 4% lộ 4% gì đó mình cũng cho đi luôn cho nó ấy có xíu à, nhưng mà mình cho nó gọn gàng luôn cái tài khoản của mình và mình tiếp tục mình chờ thôi. Ở trong giai đoạn này nếu như anh chị đầu tư đủ đủ kiên nhẫn á, ví dụ như anh chị nhà đầu tư bây giờ thấy thị trường nó về tới 1.000 1.030 đi, 1.030 đi mà nó chưa có tín hiệu gì hết, nó chưa có dòng tiền gì hết, là mình tham gia vào cái điểm đó với một người đợi nó lên tới 1.400 1.040 á, người ta mua vô có thể người ta trễ hơn nhưng cái tỷ lệ của người ta hoặc là cái tín hiệu của người ta sẽ ổn định hơn, từ từ thôi, bình tĩnh. Thì chiến lược trong giai đoạn này là 1, 2, 3 bước, anh chị thấy ổn cái là anh chị thấy nó sàn la liệt rồi đó thì anh chị có thể nhặt dần. Tại vì mua giá sàn là mình đồng ý nha anh chị, tại vì mình là một trong những người mà thấy anh chị mua giá sàn đó là một cái điều tốt, đó là một cái suy nghĩ tốt, chứ đừng có mua giá trần, mua giá sàn là ngon. Sàn 1, 2 cây, 3 phiên, đối với mình là nguyên tắc 3 phiên. Thì anh chị thấy STB là anh chị thấy là 3 phiên đổ đèo anh chị thì một phiên hồi, đúng không? Có thể nó tới phiên thứ tư nhưng cuối cùng nó lại 3 phiên đổ đèo, bắt đầu nó hồi mất rồi thì chấp nhận thôi, chấp nhận thôi. 1 2 3 phiên gãy xuống thì bây giờ là anh chị coi những cái mặt cổ phiếu ví dụ như là VCG đồ thử, nó gãy mấy phiên rồi, bây giờ nó mất có một phiên, phiên thứ hai à. Thì bây giờ mình đánh giá vô những cái mặt cổ phiếu này mình vô sớm quá thì chưa được anh chị, nó chưa có đủ điều kiện. Bây giờ một là nó có thể quay trở lại luôn, nó tăng trở lại thì khi nó phá vỡ, nó break phá vỡ nền giá gì đó thì mình vô thôi. Còn bây giờ nó mới gãy có một phiên mà mình vô thì nguy hiểm quá. Ví dụ như bây giờ hoa sen nó muốn đi tiếp thì ít nhất nó phải vượt lên 14 năm thì mới ổn được. Còn bây giờ nó cứ lững lờ đây, hoa sen thì cái dòng tiền lớn nó nằm trong này anh chị, nó nằm trong này nè, thành ra nó giữ cho cổ phiếu này khá tốt luôn anh chị, nó giữ cho các bạn cổ phiếu này không gãy khá tốt nha anh chị, là ok đó, là khá hay đúng không? Hoa sen á. Tuy nhiên là chưa chắc ở trong giai đoạn này anh chị bắt đáy đãi nha anh chị, tại vì nó còn rất là nhiều câu chuyện nữa anh chị. Thành ra mình chỉ có chú ý theo dòng tiền thôi, đối với mình chỉ đánh theo xu hướng dòng tiền thôi. Khi mà mình thấy cảm thấy là cái dòng tiền trên thị trường nó có một cái gì đó suy yếu hoặc là nó khó khăn đối với giai đoạn này thì mình sẽ hạn chế việc bắt đáy quá sớm anh chị, và chắc chắn mình sẽ theo dõi thị trường mà mình sẽ có cái tín hiệu bắt cho anh chị nhà đầu tư. Tại vì mình anh chị thấy là khi mình lựa chọn cổ phiếu á, thì như hôm phiên qua đây mình lựa chọn cổ phiếu STB đây anh chị thấy không, nó rất mạnh so với thị trường chung luôn. Rồi trong trong giai đoạn sắp tới nữa cũng sẽ có những cái mã cổ phiếu cho anh chị nhà đầu tư nó nằm ẩn trong đó, là cái dòng tiền lớn anh chị, khi mà anh chị mua đúng những mã cổ phiếu đó nó sẽ mạnh hơn những cái mã cổ phiếu khác và cái xu hướng của nó hồi phục tốt hơn. Đã chuẩn bị cho anh chị nhà đầu tư rồi, anh chị cứ an tâm đi. Bây giờ anh chị nhà đầu tư nóng ruột, mình biết anh chị nhà đầu tư đang khá là nóng ruột, nhưng anh chị mua vào á, một phiên tăng, hai phiên tăng, nhưng phiên thứ ba nó không có dòng tiền nó lên anh chị, tín hiệu giả rất nhiều ở trong giai đoạn này nha anh chị. Mình phải chờ đợi, có thể là giai đoạn này là một trong những giai đoạn anh chị có thể chậm chạp hơn, mua chậm hơn những người khác, nhưng mà cái tỷ lệ anh chị nhà đầu tư nó sẽ ổn định hơn, an toàn hơn. Thì nghe nói là đâu đó là hoãn cái cuộc họp lại tới ngày 17 tháng 2 mới họp nha anh chị, liên quan về bất động sản anh chị. Thì bất động sản ở trong giai đoạn này thì mình thấy nó yếu lắm anh chị, nó yếu lắm. Cái tình hình này bất động sản nó khó qua thoát khỏi cái giai đoạn này quá anh chị. Đợt này bất động sản mình thấy quá yếu luôn, quá yếu cái thay mình về mặt thanh khoản luôn nhỉ. Không biết chờ trong trong giai đoạn sắp tới nó như thế nào nha anh chị, chứ mình thấy là bất động sản bây giờ nguy nguy á nha anh chị, nguy to chứ không phải là câu chuyện đơn giản đâu. Ok, đây là một trong những góc nhìn của mình, thì anh chị nhà đầu tư nào cố gắng nha anh chị, cố gắng trong giai đoạn sắp tới không chú ý về về cái thị trường của mình nha anh chị, chú ý về cái chú ý về cái thị trường của mình, đừng có vội vàng quá anh chị, đừng có vội vàng quá. Cái chiến lược của anh chị nhà đầu tư đâu, anh chị bắt vì cái lý do gì phiên giao dịch hôm nay hoặc là ngày mai nó hồi lại xanh, anh chị bắt vì cái chiến lược gì?
À, về cái vấn đề mà anh chị nhận diện cái đáy cho mình nha anh chị, đó là nó phải có thanh khoản nha anh chị. À, ví dụ như một cái phiên nào đó mà nó đùng đùng nó nổ thanh khoản ra anh chị, nó đẩy hết thị trường của mình đi lên luôn nha anh chị, nó đẩy hết cổ phiếu lên, đó là một trong những cái phiên mà có khả năng nó diễn ra cái đáy ngắn hạn dễ hơn là cái phiên mà nó không có đáy. Ví dụ nó hồi một cái pha gấp rút về cái cuối phiên á, anh chị thấy cái giai đoạn trước anh chị thấy có một số cái giai đoạn nó cứ kéo về cuối phiên ATC á, cứ nghĩ là phiên một hai phiên ở vậy, ví dụ chỗ này đúng không, nó giảm hai phiên, nó có một phiên rút chân này, ai cũng nghĩ là nó chạm hỗ trợ, nó bật lại cuối cùng là nó lên được một phiên hai phiên ba phiên, cái bắt đầu nó xìu luôn từ đó xuống phía dưới này đúng không chị. À, rồi những cái phiên giảm điểm sâu không, giảm điểm thì mình cứ nghĩ là nó ở đây đi anh chị, thấy nó giảm một hai phiên bắt đầu nó rút nến này, nó rút nến này, ra xong nó sập thêm hầm thêm cây nữa, thì ngày mai có thể nó rút nến bắt đầu nó sập thêm cây nữa. Thì bây giờ mình phải từ từ mình coi thử cái dòng tiền đã nha anh chị. Phiên hôm nay thì mình đánh giá là cái thanh khoản cũng tạm được anh chị, thanh khoản phiên giao dịch hôm nay tạm được. À, theo cái góc nhìn của mình đó anh chị thì mình đánh giá nha anh chị, mình đánh giá cái vấn đề thanh khoản anh chị, nếu như thị trường giảm điểm sâu mà không có thanh khoản anh chị thì cái khả năng giảm điểm của thị trường nó rất là xa anh chị, nó đi rất xa, tại vì cái vùng giá đó là một cái vùng giá mà nhà đầu tư họ đánh giá chưa phải là cái vùng hấp dẫn để người ta tham gia vào. Còn nếu như mà thị trường sập mạnh tự nhiên cái dòng tiền nó vào nó bắt đáy thì cho thấy rằng cái nhà đầu tư họ đánh giá cái vùng giá này là cái vùng giá hợp lý để người ta tham gia vào, người ta kéo nhau người ta vào, người ta bắt đáy, làm cho cái chỗ đó nó sẽ cứng hơn. À, nếu như thị trường có quay lại nó test chỗ đó thì chỗ đó nó sẽ cứng hơn. Còn nếu như thị trường giảm mà không có thanh khoản là mệt mỏi lắm nha anh chị, nó sàn la liệt. Hôm nay thì chẳng qua là nhìn vào cái bảng điện anh chị thấy là nó kéo những cái mã cổ phiếu phiếu trụ thôi, chứ còn lại là đâu là tan nát hết anh chị, nát đúng không, nó kéo những cái mã như Man Sang này, VGC này, rồi STB này, nó kéo một số mã cổ phiếu trụ, làm cho cái thị trường của mình nghĩ đơn giản là nó xanh thôi, nó kéo lại cái là nghĩ là bắt đáy rút chân thôi. Từ từ đã, mình coi ngày mai ngày mốt coi nó có dòng tiền không nha anh chị, nó không có dòng tiền cái là nó cũng đi bụi nữa thôi. Cái dòng tiền nó rất quan trọng anh chị, đối với mình thì mình chỉ đánh theo xu hướng dòng tiền là chủ yếu anh chị. À, khi mà anh chị phân tích lên Ichimoku anh chị thấy cái dòng tiền đó là một cái điều rất tuyệt vời, không cái khả năng mà mình ăn cao hơn. Ok, còn một số mã cổ phiếu thì anh chị thấy là như Novaland mình đã nói anh chị đầu tư rồi, anh chị bây giờ anh chị nắm giữ những cái mã cổ phiếu đây rất là mệt mỏi anh chị. Những cái mã ở đây thì bây giờ mình sẽ không biết được những cái thông tin chính đáng trong những cái này, có khi nó là con FLC thứ hai nữa, không biết được anh chị. Bây giờ mà anh chị cứ hỏi mình, gọi điện hỏi con này thì mình có một số thông tin thì mình không thể tiết lộ cho anh chị nhà đầu tư được. Tuy nhiên mình đánh giá những mã cổ phiếu đây một một cái khoai lắm anh chị, nó khoai lắm, nó khoai cực kỳ luôn. À, anh chị nhà đầu tư khi thấy chủ nhân quay trở lại anh chị, thì đối với mình khi mình tiếp cận cái thông tin này, mình tiếp cận vấn đề này anh chị, mình rất là nhạy cảm anh chị, và tại sao người ta lại quay trở lại khi người ta đi rồi, tại sao người ta quay trở lại đúng không, khi người ta đã rời bỏ rồi, người ta đã sắp xếp một cái quá trình rất dài để người ta đi rồi, nhưng mà tại sao người ta lại quay trở lại với mục đích có thể là hỗ trợ về mặt công ty, có thể đưa công ty thoát ra được. Tuy nhiên là nếu như người ta đang còn vướng bận gì nữa thì mình cũng phải phân tích đánh giá cái này để mình có thể tham gia vào nha anh chị, đừng có vội vàng. Anh chị trên TikTok follow cho mình một cái nha anh chị, thả cho mình một quả tim nha. Ok, đó là cái góc nhìn của mình thôi, chưa chưa mình chưa thấy đáy ở đâu anh chị, chưa thấy đáy ở đâu hết. Có đánh phái sinh thì sọt sẹt tí cho vui thôi, chứ còn lại từ từ bình tĩnh nha anh chị, cứ bình tĩnh cho mình, không có gì phải vội vàng nha anh chị. Đâu, anh chị cứ từ từ chấp nhận mua chậm hơn tí nha anh chị. Cứ bình tĩnh cho mình. Không, nhiều anh chị nhà đầu tư bây giờ cái suy nghĩ của mình, suy nghĩ đúng ở trong giai đoạn này anh chị. Anh chị phải nghĩ cho mình là làm sao để cái đợt giảm điểm này mình có tiền để mình mua cổ phiếu giá rẻ. Khi nào cái vùng giá rẻ để mình mua vào thì ít nhất nó phải dưới 900. Thì lúc đó đối với mình thì nếu mà để đầu tư về mặt dài hạn, đó là cái cơ hội rất lớn để cho những nhà đầu tư nào gọi là dài hạn, thì hãy vào những vùng giá đó, hãy chờ những cái vùng giá đó, không có thì chưa vào nhưng mà có thì sẽ vào. Có thể anh chị đợi 1 2 tháng, không có thì anh chị có thể đứng ngoài. Tuy nhiên nếu như cái trường hợp đó xuất hiện lên thì anh chị nhà đầu tư dài hạn hãy tham gia vào thị trường ở những cái thời điểm đó nha anh chị, dưới 900 điểm. Còn bây giờ thì nó sẽ có những cái pha kéo lên kéo xuống, tại vì thị trường nó không thể đi một cái mạch xuống được anh chị. Nó sẽ có những người này người kia, ví dụ như 100 người thì sẽ có 40 người họ muốn bắt đáy và 60 người họ chờ.
Rồi sau 40 người bắt đáy đó sẽ có thêm 30 người bắt đáy nữa, và sau 30 người bắt đáy đó sẽ có thêm 20 người bắt đáy nữa. Nó làm cho cái thị trường trồi sụt, nó giống như một cái nhịp tim đập. Nhưng cái quan trọng nhất là khi những người đó vào, nó có đủ cái dòng tiền để đưa cái thị trường mình đi lên đủ T cộng hay không. Ví dụ 1, 2, 3 phiên. Trong cái giai đoạn này, ví dụ anh chị bắt đáy đi, anh chị vào nhiều thì cái khối lượng tiền nó nhiều, nó có thể cứu thị trường được 1, 2, 3 nhịp là đủ T cộng để mình chốt lại. Tuy nhiên là anh chị có thể vào phiên hôm nay nhưng ngày mai anh chị không còn tiền anh chị vào nữa, thì làm cho cái thị trường của mình không có dòng tiền. Dòng tiền trong thời điểm này là cực kỳ quan trọng nha anh chị. Mình nói dòng tiền trong thời điểm này cực kỳ quan trọng. Anh chị nào mà nếu tin tưởng mình nha anh chị, anh chị hãy nhớ cho mình, nếu như thị trường có vùng giá dưới 900, 800, đó là cái cơ hội tuyệt vời. Anh chị hãy chuẩn bị và hãy nghĩ tới cái điều đó trước. Không? Có thể dù thị trường nó không về đó đi nữa, nhưng cái tư duy, cái suy nghĩ của mình ở những cái thời điểm đó thì cái chuẩn bị của mình nó sẽ cao hơn, và khi đó là một trong những cái cơ hội có thể thay đổi cái cuộc đời, thay đổi cái quá trình đầu tư của một nhà đầu tư nha anh chị. Anh chị hãy đợi những cái vùng giá đó để mà có thể đánh mạnh. Một lần trong đời có thể đánh mạnh ở những cái thời điểm đó, có thể 800, còn nó không có thì thôi, không có thì không đánh. Tuy nhiên nếu như nó có anh chị thì hãy chơi ở cái thời điểm đó, hãy đánh thật mạnh vào để mình thay đổi luôn. Còn ví dụ nó nằm trên 1.000, anh chị có đánh mạnh vô nữa thì nó cũng chẳng thay đổi được cái cuộc đời đầu tư của anh chị đâu. Nhưng khi nó xuống những cái vùng giá đó, nói cho anh chị nhà đầu tư là anh chị hãy suy nghĩ tới những cái vùng giá đó, và những cái vùng giá đó thì cái lượng tiền ở đâu và anh chị huy động ở đâu, hãy đánh thật mạnh vào những cái vùng giá đó cho mình. Còn lại không có thôi nha anh chị. Còn lại trong cái giai đoạn này thì anh chị có thể tìm kiếm những cái cơ hội, tìm kiếm những cái mã cổ phiếu để mà giao dịch ngắn hạn. Tuy nhiên là mình nói cho anh chị nhà đầu tư, ở cái thời điểm này thị trường của mình nó chưa ổn để mà anh chị nhà đầu tư giao dịch về mặt dài hạn đâu. Không, mình chỉ hướng anh chị nhà đầu tư giao dịch T cộng để anh chị nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn thôi. Còn lại ở cái thời điểm này anh chị chưa phải là lúc để mà đầu tư dài hạn. Dài hạn thì anh chị chấp nhận cái vùng giá nào cũng được. Tuy nhiên đối với mình nha anh chị, đối với mình nếu như mình là một nhà đầu tư dài hạn nha, thì mình nói với anh chị nhà đầu tư là mình rất là kỹ về cái vấn đề là tham gia vào anh chị. Tại vì dài hạn nó có hai loại. Thứ nhất là một loại là anh chị hiểu không? Một loại là người ta sẽ không có quan tâm đến cái vùng giá mua, người ta chỉ mua vào trong vòng bao nhiêu năm đó thôi. Còn đối với một cái nhà đầu tư mà dài hạn để mà người ta nắm giữ ổn định đó, thì người ta sẽ quan tâm về giá, những cái vùng giá nào thích hợp, khi nào gọi là thích hợp. Ví dụ như ông Warren Buffett nha anh chị. Anh chị hỏi ông giao dịch về giá trị thì ông có đầu tư về mặt dài hạn không anh chị? Ông có quan tâm tới giá không? Ông có một câu nói khá là hay, ông thích mua khi nào mà dù là hàng hóa hay là cổ phiếu đều thích mua khi mà nó giảm giá, đúng không chị? Đúng không? Nhiều người họ đánh giá là có thể là khi mà dài hạn thì không quan tâm giá, nhưng đối với mình quan tâm giá. Tới những giai đoạn nào đó khi mà thị trường nó sụt giảm sâu thì mình phải suy nghĩ tới câu chuyện đầu tư dài hạn. Đúng không? Nó quay lại cái đáy một lần nữa. Thì bây giờ anh chị phải chuẩn bị cho điều đó. Còn lại nó cứ nằm ở phía trên, nó giao dịch ở phía trên thì mình cứ giao dịch với cái khối tiền bình thường thôi, cái lượng tiền bình thường của mình thôi. Đừng có quá là suy nghĩ nhiều đối với câu chuyện kia nha anh chị. Anh chị ok không anh chị? Đó là cái cách mà mình có thể là đánh giá về giai đoạn này nha anh chị. Chưa đâu, bây giờ mình ví dụ bây giờ mình chưa thấy fork sale nè, mình chưa thấy cái áp lực mà sàn la liệt nè, đúng không? Sàn la liệt nhiều nè, hôm nay có hiện tượng sàn la liệt rồi đó. Mình chưa thấy ngân hàng gãy này, rồi mình chưa thấy điều gì hết, thì tại sao mình quá vội vàng ở trong một hai quyết định này? Cái cách mà anh chị nhà đầu tư khi mà anh chị bán được đỉnh rồi, anh chị tránh trường hợp anh chị mua lại phía dưới anh chị. Và đặc biệt là anh chị nhà đầu tư phải như thế này, không bao giờ được sử dụng margin ở trong cái thời điểm này để anh chị bắt đáy. Thì đây là một trong những cái mình nói cho anh chị nhà đầu tư, anh chị mà bắt đáy bằng margin nha anh chị thì anh chị sẽ bị loại bỏ thị trường sớm. Nó chỉ cần mà nó nhử anh chị vô một hai phiên anh chị sử dụng margin thôi, nó sập, nó nhốt anh chị nhà đầu tư ở trong đó là anh chị nhà đầu tư chết luôn. Tại vì bây giờ nó không có dòng tiền nha anh chị, không có dòng tiền, chứ không phải là đơn giản ở trong giai đoạn này đâu anh chị, nó phức tạp cực kỳ luôn. Nó có một tin xấu gì đó ra là nó nhốt anh chị. Thì bây giờ mình chỉ sử dụng cái tiền thịt của mình thôi. Còn khi nào mình có thể sử dụng margin là khi anh chị bắt đáy đúng và cái lợi nhuận của anh chị nó cao lên, không? Ví dụ anh chị lãi được 10-20% gì đó, bắt đầu mình sẽ suy nghĩ bây giờ là có lợi thế rồi, thì bây giờ mình có thể sử dụng margin vô. Đó là cái cách mà anh chị nhà đầu tư có thể là sử dụng một cách nó hiệu quả nhất nha anh chị. Chứ còn bây giờ mà anh chị ham, anh chị thấy là thị trường nó hồi lên xanh cái là mình múc margin vô cái là nó lật ngược trở lại là coi như chết anh chị. Bây giờ không phải là cái thời điểm làm giàu nha anh chị, không phải thời điểm làm giàu. Anh chị theo dõi mình nha anh chị, vài phiên tới chắc chắn nếu như nó có tín hiệu thì mình sẽ có một cái video bắt đáy cho quý anh chị nhà đầu tư và có những cái danh sách cổ phiếu cho anh chị nhà đầu tư nha anh chị. Mình ở đây mình chia sẻ với anh chị nhà đầu tư là hoàn toàn miễn phí.
không, chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư, chia sẻ cho cộng đồng. Nên ra là những cái giai đoạn này mình livestream liên tục anh chị, phải livestream liên tục. Trong cái phiên giao dịch thì mình không live được, rất tiếc nha anh chị, rất tiếc trong phiên giao dịch là mình không có thời gian để mình live được anh chị. Chứ có là mình livestream mình ngồi với anh chị cả buổi sáng và buổi chiều luôn, cho nó vui không? Tại vì giai đoạn này mình biết là anh chị nhà đầu tư cần những người bạn, những người đồng hành với nhau, chia sẻ với nhau. Thành ra là mình muốn ở bên cạnh anh chị nhà đầu tư những lúc như thế này đó. Anh chị thấy cái đợt trước không, thị trường nó sập không, thì lúc nào mình ở bên cạnh anh chị nhà đầu tư. Tuy nhiên là ở trong cái giai đoạn này thì mình đang có một số vấn đề nha anh chị. Anh em thì đang đi đánh góp, anh chị thấy là ở Phan Thiết rồi không, đang đi chơi vui nhưng mình đâu có đi được đâu anh chị, mình đâu đi được đâu, mình phải ở nhà. Sau đó là mình còn có một số công việc để giải quyết nữa, xong là mình cũng đi chơi rồi anh chị. Tại vì anh em đã xác định là đợt này có thể là thoát khỏi thị trường rồi, đi du lịch hết rồi, mình công việc mình không có đi được nên mình phải ở nhà để mà giải quyết anh chị. Ok, cố gắng đợi thêm nha anh chị, ngày mai ngày mốt thì nó đi. Anh chị gọi cho mình rất nhiều luôn, anh chị gọi cho mình, nhắn tin cho mình hỏi về cái đáy nhưng mà mình chưa thấy cái đáy nó ở đâu anh chị. Cứ từ từ anh chị, mình còn tiền anh chị. Mà ví dụ như anh chị nhà đầu tư mà bắt đáy chậm tí, anh chị không mất tiền, nhưng mà anh chị bắt đáy sai, anh chị mất rất nhiều tiền. Bull trap là một trong những cái nó giết nhà đầu tư nha anh chị. Anh chị trên TikTok follow cho mình một cái nha anh chị, like cho mình một cái, thả cho mình một quả tim nha. Cố gắng đợi nha anh chị. Cái cách mà anh chị có thể là hình dung ra được một cái đáy là anh chị phải có cái cách nhận diện cái vùng đáy nha anh chị. Còn ở đây mình chưa thấy gì hết đó. Từ từ nha anh chị. Hôm nay thanh khoản ok, hôm nay đánh giá thanh khoản ổn định đó. Tại vì một số nhà đầu tư họ nóng ruột họ vô ở Bắc anh chị, họ nóng ruột họ vô ở Bắc đó. Một số nhà đầu tư thì bây giờ họ đang nóng ruột. Tại vì bây giờ là mình thấy là bán đúng cái đỉnh rồi, là cái vị thế của anh chị nhà đầu tư là bây giờ muốn vô lại để bắt sớm. Tuy nhiên là đối với mình nha anh chị thì cứ bình tĩnh, anh chị có tiền là anh chị là vua rồi ở thời điểm này. Và đặc biệt là anh chị thấy là bất động sản ở bên ngoài nha anh chị, sắp tới này có thể là những nơi có thể nó sẽ giảm rất mạnh anh chị, rất mạnh nha anh chị. Câu chuyện của bất động sản bây giờ anh chị nhà đầu tư nào không biết, anh chị có kẹp bất động sản hay không. Chung cư thì ok, ví dụ chung cư thì cái giá trị sử dụng thực của nó anh chị, cái mà sử dụng thiệt á thì nó tương đối nó cao. Nhưng mà ví dụ như là phân lô bán nền hoặc là mua đất nông nghiệp đồ á, để phân lô bán nền gì cái đó thì chắc chết anh chị, chết chịu không nổi đó, chết không. Năm nay là một cái năm mà riêng về cái bất động sản như vậy nó khác hoàn toàn những cái năm khác, không, nó khác hoàn toàn luôn những cái năm khác, không phải là giống như những cái đợt ấy nha anh chị. Anh chị phải chú ý cho mình, nếu như anh chị nhà đầu tư bất động sản hoặc là anh chị nào đó đang đầu tư bất động sản, mình nói cho cái năm nay nó là một cái năm rất đặc biệt, nó khác hoàn toàn với cái thị trường bất động sản của mình luôn, ở những năm trước luôn, nó giống như thị trường của mình đó, nó khác những cái năm trước luôn chứ không phải nó còn giống như những cái năm trước nữa nha anh chị. Rất là hay, đây là một trong những cái chu kỳ mà mình nên học hỏi nha anh chị. Rất là cảm ơn vì mình đã sống ở những cái thời kỳ như thế này nha anh chị, những cái chu kỳ như thế này để mình nâng cao cái kinh nghiệm. Không, nâng cao kinh nghiệm, mình thì không có bất động sản anh chị. Đất làm nhà rồi thì có thôi chứ còn lại là không có bất động sản để đầu tư, mình không đầu tư bất động sản. Nhưng mà đây là một trong những cái kinh nghiệm cuộc sống nha anh chị, rất là hữu ích, ngay cả thị trường của mình vậy. Hãy nắm bắt cơ hội này, hãy trải nghiệm cơ hội trên thị trường này. Đặc biệt là đối với anh chị nào mà chưa có ý định vào thị trường, anh chị hãy vào thị trường ở thời điểm này đi. Đừng có mua vội, anh chị phải chờ đợi. Anh chị theo dõi thị trường, anh chị cảm nhận thị trường và hãy vào những thời này. Còn vài tháng nữa thôi anh chị, còn vài tháng nữa thôi. Đó là cái cơ hội nha anh chị, cơ hội rất lớn. Anh chị nào tin tưởng mình cái năm nay nha anh chị, anh chị hãy nghĩ tới cái câu chuyện đó là dòng tiền của anh chị. Để mà mình đánh một cái trận lớn, một cái trận mà có thể làm thay đổi cái đời đầu tư luôn anh chị. Hãy chuẩn bị cho cái điều này. Còn bây giờ là quá sớm nha anh chị, bây giờ là quá sớm. Hãy chuẩn bị cho cái điều này cho mình, chuẩn bị tất cả mọi thứ, kiến thức, kinh nghiệm cũng như là dòng tiền nha anh chị, để mà trong giai đoạn sắp tới, có thể là vài tháng tới, thì anh chị có thể đánh một cái trận lớn đối với thị trường của mình nha anh chị. Cố gắng, ok, đó là cái góc nhìn của mình thôi. Anh chị nhớ follow cho mình cái nha anh chị, anh chị nhớ like cho mình một cái nha. Anh chị nào cần mở tài khoản liên hệ với mình theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha anh chị, mình sẽ hỗ trợ tư vấn đồng hành quý anh chị nhà đầu tư trong giai đoạn sắp tới nha. Rất mong được sự ủng hộ đồng hành quý anh chị nhà đầu tư nha anh chị. Cảm ơn chị nhà đầu tư rất nhiều. Số điện thoại thì ở trên TikTok thì không đọc lên được anh chị. Anh chị có thể vào cái nhắn tin cho mình theo cái TikTok này nè, mình sẽ hỗ trợ anh chị nhà đầu tư nha. Ok, mình
Ok, đó là góc nhìn của mình nha anh chị. Anh chị nhớ follow cho mình một cái nha. Cảm ơn anh chị nhà đầu tư nhiều. Chúc anh chị có một buổi tối ngon miệng nha anh chị. Hẹn gặp lại anh chị nhà đầu tư tối nay nha. Tối nay chắc chắn mình sẽ online và để mà chia sẻ tiếp tục cùng quý anh chị nhà đầu tư nha anh chị. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Tối hôm nay có một số thông tin gì đó thì mình sẽ cập nhật nha anh chị. Ok, xin chào.